Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ tư ngày 4 tháng 9 năm 2024 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Khách quốc tế đến Đắk Lắk dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tăng mạnh. Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk lập biên bản hơn 1.000 trường hợp vi phạm trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tháo gỡ điểm nghẽn để xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững. Trong mục khởi nghiệp, chương trình có phóng sự khởi nghiệp gắn với chuyển đổi số. Thời sự trong nước kết nối cung cầu nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn. ASEAN tăng cường hợp tác vì hòa bình an ninh trong khu vực. Ukraine thay thế loạt quan chức cấp cao là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sáng nay mùng 4 tháng 9, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh đã tổ chức đại hội đại biểu thành lập Hội người cao tuổi tỉnh Đắk Lắk. Đồng chí Hờ Diêm Cơ Đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự. Báo cáo tại đại hội cho biết, thực hiện nghị quyết Đại hội Hội người cao tuổi Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ năm 2021-2026, các cấp hội trong toàn tỉnh đã xây dựng và tổ chức triển khai chương trình công tác toàn diện và đạt được nhiều kết quả thiết thực. Nửa nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh đã kết nạp được 14.028 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh hiện nay lên 148.003 hội viên trên 164.237 người cao tuổi. Toàn tỉnh có 778 câu lạc bộ của người cao tuổi với gần 28.500 thành viên tham gia. Trong phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, toàn tỉnh có 2.958 cụ làm kinh tế giỏi các cấp, vận động con cháu hiến 79.611 hectare đất để làm đường nông thôn và các công trình công cộng khác, đóng góp trên 18.000 ngày công, ủng hộ trên 24 tỷ đồng. Tham gia bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhiệm kỳ năm 2024-2026, Hội người cao tuổi tỉnh Đắk Lắk phấn đấu tập hợp 90% đến 95% người cao tuổi vào tổ chức hội. 100% người cao tuổi trong độ tuổi được tổ chức chúc thọ, mừng thọ, được hưởng trợ cấp xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định. 100% hội người cao tuổi cơ sở có các loại hình câu lạc bộ của người cao tuổi, 100% xã, phường, thị trấn thành lập và duy trì hoạt động câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Hờ Diêm Cơ Đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của hội người cao tuổi tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các cấp hội người cao tuổi trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nâng cao hiệu quả chăm sóc người cao tuổi, phát huy mạnh mẽ vai trò người cao tuổi tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện tốt công tác chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, tích cực tham gia bảo vệ biên giới, biển đảo và phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội. Đại hội đã bầu 25 ủy viên ban chấp hành Hội người cao tuổi tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ năm 2024-2026. Bà Triệu Thị Ngoan được bầu giữ chức chủ tịch hội. Theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, ước tính trong 4 ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày mùng 3 tháng 9, Đắk Lắk đón khoảng 130.000 lượt khách, tăng 168% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó có khoảng 2.500 lượt khách quốc tế, tăng 194,12% so với cùng kỳ, tổng doanh thu từ du lịch dịp nghỉ lễ khoảng 85 tỷ đồng. Những ngày nghỉ lễ ở Đắk Lắk diễn ra nhiều hoạt động văn hóa du lịch tiêu biểu như lễ hội sầu riêng Cờ Rông Bách lần thứ 2 năm 2024, liên hoan văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 3 năm 2024, triển lãm sinh vật cảnh thành phố Buôn Ma Thuột, v.v. Các khu, điểm tham quan du lịch cùng tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, giao lưu, trải nghiệm văn hóa để phục vụ du khách. Dù lượng khách du lịch khá đông nhưng tình hình an ninh trật tự an toàn trong các ngày lễ 2 tháng 9 đều được đảm bảo. Các đơn vị kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng hóa giá cả có niêm yết, không tăng giá. Bên cạnh đó, hình ảnh du lịch Đắk Lắk được nhiều phương tiện truyền thông đưa tin, qua đó khẳng định sức hấp dẫn và cơ hội phát triển của du lịch tỉnh Đắk Lắk. Cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ cách làm trong phát triển kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số sau gần 4 năm 2020-2024 triển khai đã được các cấp Hội Phụ nữ Đắk Lắk thực hiện
có hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng thành công 2061 mô hình thay đổi nếp nghĩ cách làm với trên 4.500 phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia. Ngoài ra, Hội Phụ nữ tỉnh cũng đã tích cực phát động thực hiện công trình thi đua đặc biệt 100 hoạt động, phần việc, hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo. Qua đó, Hội đã huy động sự tham gia hỗ trợ nguồn lực cho chị em với tổng kinh phí trên 8,7 tỷ đồng. Nhiều mô hình mới cách làm hay đã được triển khai hiệu quả cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số như tổ hợp tác dệt thổ cẩm, các mô hình du lịch cộng đồng, trồng sen canh cà phê với các loại cây ăn trái, cải tạo vườn tạp để trồng rau, chăn nuôi bò, heo, dê sinh sản, kinh doanh tạp hóa, v.v. Tỉnh cũng chỉ đạo xây dựng các mô hình tiêu biểu phụ nữ dân tộc thiểu số thoát nghèo tại địa phương nhằm rút kinh nghiệm và nhân rộng, đồng thời có chính sách hỗ trợ xây dựng mô hình phát triển kinh tế gia đình như trao tặng cây con giống, cung cấp các thiết bị cần thiết trong sản xuất, kinh doanh, v.v. với tổng trị giá trên 4 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong 4 ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, tình hình trật tự an toàn giao thông tại Đắk Lắk tương đối ổn định. Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện lập biên bản trên 1.000 trường hợp vi phạm. Xử lý theo chuyên đề, lực lượng chức năng phát hiện 205 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 315 trường hợp vi phạm về tốc độ, 16 trường hợp quá tải. Dịp lễ mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 4 ngày, trùng với lễ hội sầu riêng Krông Bắc. Chính vì vậy, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, dẫn đến lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường cũng gia tăng. Để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, kết hợp sử dụng thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ, tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động tại các điểm giao thông phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ có lưu lượng người tham gia giao thông lớn, nhất là trên tuyến quốc lộ 26, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông. Huy động các lực lượng cảnh sát khác cũng như là công an cấp xã để tham gia công tác tuần tra kiểm soát và đảm bảo giao thông. Cái trọng tâm của lực lượng giao thông trong cái giai đoạn này là sẽ tập trung tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các cái nhóm hành vi là cái nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn giao thông. Với sự chủ động trong công tác đảm bảo an toàn giao thông của lực lượng chức năng, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong dịp lễ mùng 2 tháng 9 năm nay tương đối ổn định. Theo thống kê, trong 4 ngày nghỉ lễ, toàn tỉnh đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4 người, bị thương 1 người. So với kỳ nghỉ lễ năm trước, tai nạn giao thông giảm 1 vụ, giảm 1 người chết và giảm 1 người bị thương. Sau thời gian nghỉ lễ cũng là lúc người lao động, học sinh, sinh viên quay trở lại các thành phố lớn học tập, công tác, nên vấn đề đảm bảo an toàn giao thông sau lễ cũng đang được lực lượng chức năng tập trung triển khai nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Tập trung vào những cái lỗi là nguyên nhân chính để dẫn đến tai nạn giao thông như điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, vi phạm nồng độ cồn và một số lỗi khác nhằm đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông. Sau lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 là thời điểm bước vào năm học mới, dự báo tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ diễn biến phức tạp. Thực tế cho thấy trong những tháng cuối năm, các vụ va chạm tai nạn giao thông cũng có xu hướng xảy ra nhiều hơn. Do vậy, bên cạnh các giải pháp của các ngành chức năng, mỗi người dân cần có ý thức bảo vệ mình khi tham gia giao thông bằng việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tỉnh Đắk Lắk đã vươn lên dẫn đầu cả nước về diện tích sầu riêng với hơn 32.700 ha, trong đó diện tích cho thu hoạch là 15.852 ha, chiếm 48,35%. Năm nay, sản lượng sầu riêng của Đắk Lắk ước đạt trên 300.000 tấn. Tuy nhiên, để thúc đẩy sản xuất phát triển sầu riêng bền vững thì cần có những giải pháp định hướng chiến lược lâu dài. Huyện Krông Bắc được xem là thủ phủ sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk, toàn huyện có hơn 8.000 hecta sầu riêng, trong đó hơn 4.000 hecta đã cho thu hoạch với sản lượng khoảng 85.000 tấn. Diện tích sầu riêng đã được cấp giấy chứng nhận việt gáp đạt hơn 900 hecta, có 37 mã vùng trồng với hơn 2.000 hecta, 18 cơ sở đóng gói được cấp mã số xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Tuy nhiên, ngành hàng sầu riêng của huyện Krông Bắc đang đối mặt với khó khăn, thách thức như vùng nguyên liệu chưa tập trung, chủ yếu trồng xen với cà phê, quy mô sản xuất còn nhỏ, vùng trồng được cấp mã còn ít, ứng dụng công nghệ chế biến và bảo quản sau thu hoạch chưa nhiều, chất lượng chưa đồng đều, liên kết chuỗi giá trị còn lỏng lẻo, kết cấu hạ tầng sản xuất thiếu đồng bộ. Đây cũng là những điểm nghẽn khiến ngành hàng thiếu tính bền vững. Chúng ta phải xây dựng cho được cái quy trình mà kỹ thuật canh tác ở từng nơi. Thì như vậy thì chúng ta có được cái quy trình kỹ thuật rồi kèm theo cái năng lực của cái người nông dân, cái kiến thức của người nông dân
thì vậy thì mới có thể là sản xuất ra được những cái trái sầu riêng chất lượng. Bộ Nông nghiệp cùng với các sở nông nghiệp phải có những cái đầu tiên, đó là cái hướng dẫn về mã vùng trồng của Việt Nam. Và khi chúng ta khẳng định và chúng ta phải có những cái chứng minh về mặt khoa học của cái mã vùng trồng như vậy á, thì chúng ta mới quảng bá trên thế giới và đề nghị quốc tế người ta công nhận. Bởi vì đất nước chúng ta mới có như vậy thì chúng ta phải làm chủ. Chúng ta không phải là chịu cái sự áp đặt hoặc là chúng ta copy paste những cái hướng dẫn của các nước khác. Bên cạnh đó, để phát triển ngành hàng sầu riêng theo hướng hiện đại, chất lượng, an toàn và bền vững, đòi hỏi một chiến lược phát triển dài hạn. Cái nguồn lực rất là hạn chế về cả nguồn lực về tài chính, hạn chế về nguồn lực về con người, đó, hạn chế về nguồn lực về trình độ kỹ thuật, đó, về nguồn nhân sự. Thì chính vì vậy nên chúng tôi cũng đang rất là mong muốn là các cơ quan chức năng, các ban ngành có thể là đáp ứng, có thể hỗ trợ cho chúng tôi. Đó, nếu mà hỗ trợ được tài chính thì rất là tốt. Tỉnh Đắk Lắk đang xây dựng đề án phát triển ngành hàng sầu riêng. Mục tiêu của đề án đến năm 2030, diện tích sầu riêng trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định khoảng 40.000 hectare, sản lượng khoảng 790.000 tấn một năm. Trong đó, diện tích được chứng nhận và cấp mã số vùng trồng khoảng 26.000 hectare. Tỉnh tập trung nâng cao chất lượng, từng bước xây dựng thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk ngày càng uy tín, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước. Trong tương lai, để cụ thể hóa đề án này, các ngành chức năng, các địa phương cần nhận diện đầy đủ những tiềm năng, cơ hội, kịp thời khắc phục những khó khăn, hạn chế dựa trên tầm nhìn chiến lược và các giải pháp đồng bộ để phát triển ngành hàng sầu riêng hiệu quả, bền vững. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang trở thành xu hướng chung mà doanh nghiệp phải thích nghi. Sản xuất dựa trên nền tảng công nghệ số giúp tăng năng suất lao động, giảm chi phí, tạo ra các giá trị mới ngoài các giá trị truyền thống. Nhận thức được vai trò của chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thời gian qua các startup tại Đắk Lắk đã chủ động tiếp cận, nâng cao năng lực ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại trong quy trình sản xuất, kinh doanh, quản lý, giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm, kết nối thương mại điện tử, quảng bá tiêu thụ nông sản trên các nền tảng số. Là doanh nghiệp chuyên sản xuất các dòng sản phẩm từ trái bơ, chị Phạm Thị Thu Hằng ở thành phố Buôn Ma Thuột đã tận dụng lợi thế của công nghệ số, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử để tiếp cận người tiêu dùng rộng rãi hơn. Đến nay, 80-90% doanh thu của công ty đều đến từ hình thức bán hàng trực tuyến. Không dừng lại ở đó, để tiếp cận với đa dạng đối tượng khách hàng, chị Phạm Thị Thu Hằng đã xây dựng kênh TikTok để chia sẻ những hình ảnh chân thật và gần gũi về quy trình thu hoạch nguyên liệu, sản xuất sản phẩm và tiếp cận xu hướng bán hàng livestream. Khi chúng tôi tiếp cận với khách hàng online, chúng tôi có cái hình thức quảng cáo nữa, nên là cái lượng tiếp cận với khách hàng khá lớn. Thì không chỉ có là tiếp cận khách hàng ở tại vùng Đắk Lắk hoặc là trong một cái hội chợ thôi, thì chúng tôi có thể tiếp cận với một lượng khách hàng lớn ở Sài Gòn, ở Hà Nội, ở Đà Nẵng. Đó. Và khi mà tiếp xúc lần thứ nhất, khách hàng đã biết đến thương hiệu của mình, tiếp xúc lần thứ hai, khách hàng quay trở lại, mình đã có cái nhận diện về thương hiệu này rồi, và tiếp xúc lần thứ ba thì họ có thể là họ muốn thử xem thử là sản phẩm của bên đó là gì, dùng như thế nào. Xác định, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành và triển khai nhiều đề án hỗ trợ ứng dụng công nghệ mới, tạo sự thay đổi cả về chất và lượng của sản phẩm cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Mới đây, doanh nghiệp này đã được hỗ trợ gần 700 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công để lắp đặt máy phân loại hạt tự động. Toàn bộ hệ thống được điều khiển trên máy tính với công suất lớn, tạo ra sản phẩm hạt mắc ca gạo chất lượng cao nhờ vào việc loại bỏ gần như hoàn toàn các hạt lỗi. Trong năm nay thì chúng tôi cũng được trung tâm khuyến công của Sở Công Thương là hỗ trợ để đầu tư thêm máy móc, đó là máy phân loại hạt hư mắc ca, tách riêng ra hạt hư riêng và hạt chất lượng riêng, thì cái máy đó cũng nhằm nâng cao chất lượng của sản phẩm hạt. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, công tác hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến, áp dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số cho các doanh nghiệp đã mang lại kết quả tích cực. Qua đó, đã thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Theo các chuyên gia kinh tế, Đắk Lắk có tiềm năng và lợi thế về nông nghiệp, du lịch, thương mại dịch vụ. Việc ứng dụng số hóa trên các lĩnh vực này sẽ giúp các startup có thể khai thác, phát triển doanh nghiệp với chi phí đầu tư ban đầu không quá lớn. Chúng ta nên khao khát có thể phục vụ được nhiều khách hàng hơn, sản phẩm của chúng ta đi được xa hơn, thời gian chúng ta cung ứng được nhanh hơn. Đó chính là những cái động lực phát triển để mà chúng ta suy nghĩ về mô hình kinh doanh, mô hình dịch vụ.
và từ đó thì công nghệ mới đi theo. Khi chúng ta nói về công nghệ số thì bài toán đầu tiên chúng ta cần phải đặt ra đó là những thay đổi nào trong quy trình lõi, thì từ đó công nghệ sẽ ở đó và phục vụ chúng ta. Có thể thấy, với việc ứng dụng công nghệ số trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của nhiều startup đã đưa doanh nghiệp khởi nghiệp của mình phát triển hơn. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu hướng toàn cầu, khởi nghiệp gắn với chuyển đổi số được kỳ vọng sẽ tạo sự tăng trưởng cho kinh tế của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới.